kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Tình huống đầu tiên, cụ bà đi xe đạp ngược chiều trên cao tốc, nguy hiểm quá. Dũng sĩ diệt xe cơ giới. Hồi xưa đi. Bác xe khách đi kiểu gì mà bẹp hết đầu xe luôn rồi. Ăn đồ. Được của nó đấy. Ăn trời ơi, phải lòng tiếng tụi em vô. Bác xe tải ăn con lươn dưới đường, còn bác xe con màu trắng ăn nguyên cột đèn, xin qua xe luôn, nguy hiểm quá các bác ạ. Cái này chưa qua tới. Trời. Cái xe này nó dưới đầu luôn. Ủa má xe xui ghê luôn. Trời. Xuyên qua luôn kìa. Xuyên vào trong luôn trời đất ơi. Ủa vậy người sao? Bác xanh SM có pha rẽ phải ngáo ngơ, em mời các bác xem. Đường thì tắc mà bác Mazda CX-5 đi kiểu này đây, các bác thấy thế nào? Hãy để bình luận ở cuối video này nha. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Kinh kịch, hey, kinh kịch, kinh kịch, hey. Kinh kịch, hey. Bác nửa tải đi như này thì lại đau ví rồi. Hai bác hổ vồ tỉ thí võ công trên đường cực căng cực, các bác ơi. Đây là hai con dê húp nhau. Không, đắp lôi người ra nhỉ. Máy kéo hồn. Đúng là đám ma này. Ô bà bên cố đi. Ui da, đám ma. Đăng lôi người ra. Đi đám ma đi. Ô trời trời. Mày có chứ cái thanh đường trời kinh. Giàu cố thì em. Người có làm sao không? Đăng lôi người ra đây. Bắt đầu kéo đi kiểu gì giờ thế này? Mình mới có tập tọp cái thế. Xe đồng giờ đường cao tốc. Tôi vừa sợ. Bác xanh FM lại có pha tạt cánh đánh đầu cực kỳ nguy hiểm các bác ơi. Em nghe gì không hỡi em. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey. Kinh kịch kinh kịch hey. Kinh kịch kinh kịch hey. Đi vậy. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Bác Kia Captiva có tình huống đi ngược chiều, không dừng lại ở đấy, bác này còn đứng lì ra, đỉnh điểm bác còn bè biển số xe của bác gắn cam hành trình, rồi vứt biển số đó đi các bác ạ. Em mời các bác theo dõi hết video nha. Anh lùi lại còn 50 phân thôi là xe nó đi được. Anh người nước ngoài à? Ờ. Thấy vừa xe người ta đi sao đúng không anh nhìn đây. Anh nhìn quay lại cho em để nhất nhìn chứ. Anh cho tao cái chỗ vườn chưa? Lùi lại còn 50 phân rồi đi được phải sao đúng không? Không thể ở đường nữa. Damn! Why?
죽어버려. Bác xe máy vượt phải lao như tên bắn. Các bác ơi, nguy hiểm quá mà. Ăn đù. Được của nó đấy. Bác xe trắng có pha quay đầu xe ối rồi ôi luôn các bác ạ. Tình huống nhảy trộm cần gạt mưa cực nhanh các bác ạ. Chắc phải cho ăn cơm nhà nước thì mới bỏ cái nghề này được. Bác xe không mất lái, đã bị lật luôn các bác ạ. Bác xe ba bánh có tình huống vượt xe cực ẩu, em mời các bác xem ạ. Có thờ có thiêng, ngó kiêng có lành, chúc anh gờ giáp bắt được nhiều khách nha. Hehehehe